Emily mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự và sau chương trình xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024 Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây Mỹ áp đặt hạn chế mới đối với xuất khẩu vũ khí dân dụng Nhân chứng Davis-Petker xuất hiện tại tòa New York phá hủy vụ truy tố chống lại Trump Tổng thống Trump hoàn toàn vô tội IMF đưa ra cảnh báo nghiêm trọng cho chính phủ Bà Đình về chi tiêu thâm hụt vượt kiểm soát. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, quy định mới áp đặt hạn chế xuất khẩu vũ khí cho những thực thể phi chính phủ tại 36 quốc gia mà Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là có nguy cơ cao. Những vũ khí này được sử dụng sai mục đích Chính phủ Mỹ sẽ áp đặt hạn chế mới đối với xuất khẩu vũ khí dân dụng và tăng cường giám sát các giao dịch liên quan nhằm để hạn chế nguy cơ vũ khí được chuyển tới các băng nhóm tội phạm ma túy, tội phạm hình sự và các tội phạm khác. Hồi tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Mỹ đã ra lệnh đình chỉ đối với việc xuất khẩu hầu hết các loại vũ khí để đánh giá nguy cơ vũ khí được chuyển tới các thực thể hoặc hành động có thể gây bất ổn khu vực hoặc các tội phạm hình sự. Theo thông báo ngày 26 tháng 4, lệnh đình chỉ trên sẽ được dỡ bỏ từ ngày 30 tháng 5 khi các hạn chế mới bắt đầu có hiệu lực. Quy định mới áp đặt hạn chế xuất khẩu vũ khí cho những thực thể phi chính phủ tại 36 quốc gia mà Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là có nguy cơ cao những vũ khí này được sử dụng sai mục đích. Những biện pháp này sẽ làm giảm khoảng 7%, tương đương 40 triệu đô, kim ngạch xuất khẩu vũ khí trung bình hàng năm của Mỹ vốn ở mức 600 triệu đô. Bộ Thương mại sẽ thu hồi một số giấy phép xuất khẩu, giảm thời hạn một số giấy phép khác từ 4 năm xuống còn 1 năm. Nhân chứng David Pesker xuất hiện tại tòa New York, phá hủy vụ truy tố chống lại Trump. Tổng thống Trump hoàn toàn vô tội. Quý vị thân mến, vụ án luật pháp của Alvin chống lại Tổng thống Trump đã thất bại tại phòng xử án ở New York. Tổng thống Trump đang bị xét xử đối mặt với 34 trọng tội được cho là làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản thanh toán 130.000 đô cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniel trước cuộc bầu cử năm 2016. Nhân chứng đầu tiên của bên công tố, cựu nhà xuất bản National Enquirer David Specker đã giúp minh oan cho Trump khi bên công tố mắc những sai lầm vô cùng nghiêm trọng Rõ ràng ngay từ khi bắt đầu vụ kiện sát rủi mới nhất chống lại tổng thống Trump này là chưa bao giờ có vụ kiện nào chống lại Trump. Nhưng những người theo chủ nghĩa Marx ở New York vẫn nhất quyết tiếp tục vụ kiện. Giờ đây họ đang hy vọng rằng một tòa án tham nhũng và các bồi thẩm viên cánh tả sẽ kết luận Trump phạm tội và tống ông vào ngục tù trước cuộc bầu cử bởi những lý luận bị đặt mới nhất mà họ hy vọng thuyết phục được lượng cử tri Mỹ thiếu hiểu biết bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào năm 2024. Hôm thứ Năm, David Pesker đã phá hủy vụ án của bên công tố. Pesker là cựu giám đốc điều hành của American Media cho đến tháng 8 năm 2020. Ông là nhà xuất bản của National Enquirer và một số ấn phẩm nổi tiếng khác bên công tố chưa bao giờ tiết lộ trực tiếp với bồi thẩm đoàn rằng pesker thực sự đã giết chết những câu chuyện dành cho những người nổi tiếng khác và rằng ông ấy đã viết ra những câu chuyện mà ông ấy đang ngăn chặn hai thập kỷ trước cuộc bầu cử với trump và bây giờ nó chỉ trở nên tồi tệ hơn hôm qua thực sự tồi tệ về mặt thẩm vấn chéo đối với bên công tố hôm nay còn tệ hơn nhiều ở đây nhân chứng pesker đang nói rằng trump không muốn mua câu chuyện Hôm qua khi hỏi ông ấy về việc hoàn trả cho Cohen, ông ấy nói rằng ông ấy không biết gì về điều đó. Pesker đã làm chứng về cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, và cựu tổng thống bị cáo buộc mua lại câu chuyện của cựu người mẫu ăn chơi Karen McDougall về một vụ ngoại tình từ cơ quan này. Một trong ba trường hợp mà công tố cho rằng tiết lộ một âm mưu bất hợp pháp nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Ông Pesker cũng cho biết kế hoạch bắt và giết là do chính ông Michael Cohen nghĩ ra, không phải Donald Trump. Và nói thêm rằng khi nói chuyện với Donald Trump về việc cựu tổng thống hoàn trả cho Michael Cohen vì đã trả tiền cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniel, cựu tổng thống Trump đã nói với ông ấy rằng ông ấy không biết Pesker đang nói về điều gì. Pesker đã làm chứng một lần nữa về việc mua bản quyền trọn đời đối với cựu người mẫu Playboy, câu chuyện của Karen McDougal. Ông ấy nói rằng ông ấy làm điều đó một phần vì bản thân ông ấy và khó hẹn lo ngại điều đó sẽ gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của Trump. Đáng chú ý, ông không cho biết những lo ngại đó đến từ chính ông Trump. Dù sao thì ở đây chưa bao giờ có trường hợp nào chống lại Tổng thống Trump. Giờ đây, nhân chứng chính xác nhận Tổng thống Trump không biết gì về khoản thanh toán được thảo luận trong vụ án. Trump hoàn toàn vô tội. IMF đưa ra cảnh báo nghiêm trọng cho chính phủ Biden về chi tiêu thâm hụt vượt kiểm soát. Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã giống lên hồi chuông cảnh báo về mức chi tiêu thâm hụt cao của chính phủ ông Biden, rằng vị thế tài khóa và nợ công ngày càng trướng to của chính phủ có nguy cơ gây ra lạm phát và thậm chí có thể gây ra những hỗn loạn về tài chính. Không tương thích với sự bền vững tài khóa trong dài hạn, vị thế tài khóa như thế này là đặc biệt đáng lo ngại. Các nhà kinh tế của IMF viết trong một bài đăng trên blog gần đây, kèm theo việc phát hành phiên bản mới nhất của báo cáo giám sát tài khóa và báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của nhóm. Cả hai báo cáo đều cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng đối với tài chính công trong một năm bầu cử mà phần lớn các dĩ ngôn chính trị đều lớn tiếng ủng hộ việc mở rộng tài khóa. Theo một báo cáo mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO vào năm ngoái, mức thâm hụt chi tiêu ở Hoa Kỳ đã đạt 1,7 ngàn tỷ đô la, tương đương với 6,3% tổng sản phẩm quốc nội GDP. CBO cảnh báo rằng chi tiêu thâm hụt sẽ bổ sung thêm vào khối nợ công đang tăng, khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại và làm cho các khoản thanh toán lãi vay của Hoa Kỳ cho các chủ nợ quốc tế tăng lên. Theo ước tính của CBO, trong 30 năm tới, thâm hụt chi tiêu của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng lên 8,5% GDP vào năm 2054. Cơ quan này cũng dự đoán rằng tổng tỷ lệ nợ công trên GDP vốn ở vào khoảng 35% GDP vào những năm 1980 sẽ tăng vọt lên 166% vào năm 2054, gây rủi ro đáng kể đối với triển vọng tài khoá và kinh tế Hoa Kỳ. Trước đó, trong tháng 4, dữ liệu được Bộ Ngân khố công bố cho thấy, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đã lên tới 1.000 tỷ đô trong 6 tháng đầu năm tài khoá 2024, đưa chính phủ liên bang tiến tới mức thâm hụt ngân sách hơn 1 tỷ đô lần thứ năm liên tiếp. Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối việc chi tiêu thâm hụt cao, trong khi ông Joe Biden đã chỉ trích nỗ lực thúc đẩy các giảm ngân sách của đảng Cộng Hòa, cố gắng đổ lỗi nguyên nhân khiến nợ công tăng lên hơn 34.000 tỷ đô cho các khoản cắt giảm thuế thời cựu Tổng thống Donald Trump. Với báo cáo mới nhất của mình, thì IMF đang đứng về phía những tiếng nói hạn chế tài khóa. IMF đã lưu ý đến khoản nợ ngày càng tăng của Hoa Kỳ và bày tỏ sự lo ngại của họ, cảnh báo rằng mức chi tiêu của chính phủ Biden là không bền vững và có thể đẩy nền kinh tế đến điểm tới hạn về sức chịu đựng. Các nhà kinh tế của IMF viết trong bài đăng của họ, nợ công làm tăng rủi ro ngắn hạn đối với quá trình giảm phát, cũng như rủi ro ổn định tài khóa và tài chính dài hạn cho nền kinh tế toàn cầu. Tình hình này sẽ không thể duy trì lâu dài. Lời cảnh báo này xuất hiện trong một năm bầu cử khi chính sách tài khóa có xu hướng nới lỏng hơn và độ trượt giá tài khóa lớn hơn. Hiện tại, chính sách tài khóa nới lỏng và mức nợ gia tăng đã góp phần làm tăng lợi suất công khố phiếu dài hạn của Hoa Kỳ, cũng như làm tăng sự biến động của thị trường. IMF cảnh báo rằng, chính phủ ông biden có thể muốn mở rộng hỗ trợ tài khoá hơn nữa đặc biệt là trong tình huống sự gián đoạn về nguồn cung và giá cả tăng đột biến lại tái diễn tuy nhiên imf cảnh báo không nên thuận theo hoàn cảnh và khuyến nghị nên kiềm chế nhóm này viết trong lời nói đầu của báo cáo giám sát tài khoá mới nhất của họ cần có sự củng cố tài khoá bền vững và đáng tin cậy để thiết lập lại nền tài chính công lành mạnh xây dựng không gian ngân sách cho các khoản đầu tư ưu tiên và đối phó với những sự kiện đột xuất trong tương lai việc giải quyết nợ và thâm hụt ngày hôm nay giúp tránh những điều chỉnh đau đớn hơn sau này các tác giả của báo cáo tiếp tục đồng thời cho biết thêm rằng thắt chặt tài khoá cũng sẽ là một đóng góp quan trọng để hoàn thành chặng đường cuối cùng của quá trình giảm lạm phát đặc biệt là ở các nền kinh tế có đặc điểm nhu cầu vượt mức như hoa kỳ nền kinh tế mà imf mô tả là quá nóng những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch